Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 mới công bố từ tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC cho thấy lãi ròng của doanh nghiệp này đã tăng hơn 40% so với năm trước đó. Kết quả kinh doanh của SCIC cho thấy dù chi phí hoạt động và chi phí quản lý tăng rất mạnh so với năm trước, nhưng năm 2015 cũng là một năm lãi ròng của SCIC tăng vọt đến 42%, tức đạt gần 7.900 tỷ đồng. Báo cáo tài chính SCIC cũng cho thấy tổng tài sản của doanh nghiệp này, trong đó tài sản dài hạn tăng rất mạnh các khoản đầu tư tài chính tăng gấp 3 lần, chủ yếu vào các công ty con và công ty liên kết liên doanh. Riêng 2 năm gần đây, với mục tiêu tái cơ cấu, SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Từ 10 năm qua, mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận rồng bình quân của năm của FCIC đều hơn 55%.